nhá, nên con đến làm việc cho các cụ. Anh ơi,
Amiga.
Right. Anh đây thôi. Thế là từ đấy là cứ làm tao hết hồn hết vía. Thế là người nhà anh lên đây làm gì ấy? Anh đang dọn mấy ngôi mộ này rộng quá, mình dọn hồn cho người ta. Cứ treo suốt từ đấy rồi thì đâu, hết giờ, hồn hết vía. Giờ em đi đến em mượn cái bật lửa thôi. Anh có bật lửa không nhỉ? Lửa kia kìa. Đâu? Đây ra kia một lấy. Đi đâu? Em vừa mới lên nên từ nãy giờ em làm gì đâu mà giờ em đi đây em thấy anh đây em ra đến điện thì chắc mày trêu tao suốt từ nãy giờ không trêu suốt thì anh cứ làm với em đi anh có đỡ kia không vâng
À đấy nhờ. Đây các cụ nhá, thì các cụ đừng chơi quan nhá. Còn đến đây dọn dẹp các cụ đừng chơi quan nhá.
Thank you.
cậu không ạ?